Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel mình và Xanh TV đây. Hôm nay mình sẽ chơi xì lam với các bạn nhé. Ok. Bạn, xì lam hay còn gọi là chất bầy nhầy. Mình không biết cái này được gọi là gì nữa, nhưng mà mình cảm thấy mình sờ lên cảm giác nó rất là vui luôn đấy bạn. Cảm giác nó rất là cho mình một chút sự giải trí. Các bạn hiểu không? Đấy. Chơi rất là vui luôn, nhưng mà mình chưa chơi bao giờ. Lại rơi rồi. Chờ đợi tí nữa, bây giờ mình sẽ chơi cho. Công nhận cái này các bạn, nó được làm từ nước hay sao ấy mà mình. Yêu. Người nó kiểu nó giống có mùi ấy. Mà không biết được diễn tả lắm đó. Cái mùi này kiểu như mùi nước lọc cả. Đâu, mình thử cho đây. Ui. Theo. Thế thì công nghệ vận chuyển tương lai có thể bằng giấy, có thể là xi lam nhẹ hay chất bầy nhầy. Cái này người ta gọi chất bầy nhầy hay là xi lam hay là chất lỏng Newton nhỉ. Quận nhỉ, thử nào. Ok, đập nó cũng phải tung ra được vài thứ đấy các bạn. Xem nhà mình có cái gì không. Ui, cho nó rồi tiếp nào. À đây. Đây rồi. Các bạn đợi mình một xíu. Ôi trời ơi, các bạn ơi. Ok các bạn, bây giờ mình đã có được đồ nghề rồi các bạn này. Thăng chăng chăng. Chăng 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 chăng. Nhìn này, chắc chắn trúng luôn này. Đấy. Đấy, mình đã nói mà. Nhìn nhá. Ok. Thế bây giờ mình sẽ cho vào lại này. Ui, chúng rồi. Thả độ cao này nó dễ lắm các bạn. Đây nhá, các bạn nhìn này, thả độ cao này rất là dễ nhá. Nãy mình làm mỗi lần rồi, 2-3 lần kia là mình chỉ làm chơi thôi. Các bạn nhìn nhá. Này. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy. Đùa thôi chứ bây giờ mình làm lại này. Này. Nhìn này. Nhìn nó đúng thế này cơ mà, đúng từng milimét một này. Chơi xong quanh vô quất. Lại. Giờ mình không được làm cho cái này nó độ các bạn. Cái này độ coi như là thua luôn. Này đấy. Nhìn nhá. Lại này, nhìn này. Mình sẽ chơi đùa thôi. Còn đây mới là cái làm mình làm thật này. Lại. Ý sợ nam. Đấy, các bạn thấy chưa? Này. Thế là xong rồi. Đấy. Đúng là mình có khác, mình cần phải lau dọn chỗ này đi một xíu. Bờ xà lan nó dính quá. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Các bạn thấy mình kinh không? Đấy. Làm tí luôn này, như thế này nhé. Trúng vào luôn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Mình nói rồi, mình làm là mình là phải tập trung vào. Mấy cái này là mình chỉ làm chơi vui cho bạn xem thôi. Cái này mới là làm thật này. Này. Đấy, con thấy chưa? Thế nó mới là làm thật. Đấy, mình trêu đùa thế thôi chứ. Đây, để mình cầm camera cho bạn xem nhé. Đây mới là làm thật này, làm real này. Đây mới là làm thật, làm real này, không phải làm fake. Ui giời ơi. Ảo chết đấy. Này, các bạn nhìn này. Nhìn nhá. Nhìn này. Đấy, bạn thấy chưa? Vào luôn nhá. Vào luôn. Kinh chưa? Khét chưa. Để mình đổ cho bạn xem nhá. Để mình múc thử cái này nhá. Múc thử cái này xem sao. Múc thử.
Đấy, bạn thấy chưa? Đấy. Này, các bạn nhìn nha. Không dùng tay nha. Này. Đây, bạn nhìn này. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, mình múc được rồi. Đấy, kinh không? Đấy. Quá chuẩn lắm. Bây giờ mình sẽ đổ nó vào đây nha. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy. Thế được ngay, bây giờ mình sẽ thử đi cho nó với nước xem sao. Ok, let's go. My soul can have with me. Không thuộc cái bài gì cả. Ôi. Nếu như các bạn bảo mình hát hay, anh đâu. Nếu như các bạn mà nghe thấy mình hát thì thực sự không phải là mình hát đâu, mà là mình đang pha bài đấy. Đùa các bạn thế thôi chứ mình không phải thật đâu, đùa thế thôi. Chứ mình biết hát đấy các bạn ạ, nhưng mà hát vài tiếng Việt thôi chứ đừng là tiếng Anh. Ok, biết thử cho nó vào nước nhá. Ui, ui vào nước cả lát cầm phê cực kỳ luôn anh em. Nói thật bạn nhá, cảm giác khi mà mình mà chơi cái này trên nước ấy, cảm giác kiểu như là nó mềm mịn rất thích sờ luôn các bạn ạ. Đấy nên là ui my god, with me no mất rồi, mất luôn xà lan để chơi rồi. Ảo chết đấy. Đột nhiên mất xà lan để chơi rồi. Thôi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau nhé. Bye bye, chiếc video này mất xà lan. Bye bye các bạn.